Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu bác một mẫu ô tô Touring dòng rất là hot bên em, rất là bán chạy bên cửa hàng Kia Xe Đạp, dòng Gian Escape SL2. Thì đây là một trong những cái mẫu mà dòng bên em rất là bán chạy cửa hàng Kia Xe Đạp, giá rất là tốt. Dòng Touring cơ bản cho những cái dòng xe đạp thể thao, sử dụng nhẹ nhàng cho các bác đi đường phố hoặc là khu chung cư, tái định cư, phù hợp với mọi lứa tuổi. Một lần này em về cái tông màu trắng rất là nhã. Đây, xe rất là mới, anh giá tầm 85-90% xe, tầm 90% xe ấy. Và bây giờ xin mời anh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, trong thời gian vừa qua em về rất nhiều về cái dòng Touring Gian. Thì đây là một cái mẫu của dòng Gian Escape SL2. Gian Escape SL2 sẽ được sử dụng với hợp kim nhôm, bộ khung là hợp kim nhôm alloy SL. Thì thường thì dòng Gian có những dòng xe làm từ hợp kim nhôm alloy X thông thường, và dòng SL này là hợp kim nhôm cao cấp hơn, nhẹ hơn so với mẫu thông thường của dòng alloy X SL. Xe đánh giá là tổng thể dòng 85-90% xe, tầm 90%. Có một vài vết chấm nhỏ xước trong trên cái khung xe thôi, nhưng mà các bác không thể nhìn thấy rõ được vì là em quay ở cái tốc độ tầm nó hơi tầm 1 mét không thể nhìn được. Rất là mới. Mà lần này em về cái size S và tông màu xe trắng, rất là hợp với cái dòng mẫu Touring thương hiệu Gian. Và xe chạy với bộ dây êm sườn rất là cao cấp. Về những cái mỏng dòng Touring dòng Gian Escape thì đây là một trong những cái dòng Gian Escape em đáng quan tâm, rất là cao, giá rất là cao vì giá thành rất là hợp lý nhá, giá thành hợp lý mà được trang bị đầy đủ với những cái những cái thiết bị mà dùng trong cái dòng xe đạp thể thao thông thường để cho các bác đi thể dục hoặc là đi đường phố dạo hoặc là những chuyến đi phượt ngắn thôi. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, tay lắm cao su chính hãng của Gian luôn, lắm rừng trâu. Xe là sử dụng với bộ chuyển động tay bấm 8 tầng lít chính hãng của Shimano. Và đằng trước xe sử dụng với cụm phanh dầu chuyển lực chính hãng của Petro. Tay phải em sử dụng vừa với bộ tay bấm chính hãng của Shimano 3 tầng đĩa, và phanh đằng sau sử dụng phanh dầu thủy lực của Petro. Càng xe rất là đẹp các nhá, càng chính hãng của Gian. Vành của Gian, vành SR2, vành nhôm hai lớp, sử dụng kích thước lốp 700x32C, lốp còn rất là mới. Đây cái gai lốp của nó đây, gai lốp vẫn còn mới, có nhìn thấy nguyên bản theo xe. Ốc yên chính hãng của Gian, yên của Gian nguyên bản theo xe, yên của rất là mới. Đùi đĩa 3 tầng đĩa, đặt đĩa của Shimano Touring. Củ đề của Shimano Touring TX chính hãng nguyên bản theo xe, so sử dụng với 8 tầng lít đen chính hãng của Shimano. Đằng sau sử dụng với cặp vành của SR2, cặp vành của Gian SR2 của dòng xe, lốp Canda kích thước lốp 700x23C, 700x32C. Vòng chiều cao đúng của khung xe em đo là size 46, tức là size S. Size 46 cao 1m6 đến trên 1m7. Size S. Vâng, và xin đánh giá chuẩn động của xe.
sẽ được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen lên lip. Rồi, kiểu rất là mượt mà chân du. Một lip này. Chủ đề Shimano Tourate X chính hãng nguyên bản theo xe. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng, nguyên bản theo xe, xuống đĩa, lên đĩa. Gạt đĩa cũng của Shimano Tourate luôn nhá. Và bộ khung là làm từ hợp kim nhôm alloy SL, hợp kim nhôm cao cấp của dòng Gian. Đây là dòng cao cấp dòng Gian Escape SL2. Với cái tông màu trắng em mới về đây, cho trang bị với bộ rim sườn. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Gian Escape SL2 với tông màu trắng và size S, tức là các bác có thể 6.7 và xe giá rất tốt bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn đăng ký với theo dõi kênh để hẹn các bác trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.